Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Monmin TV để đón xem tập tiếp theo của Khủng long Bạo Chúa. Hôm nay là chuyến thăm vào hòn đảo của gia đình khủng long và con King Kong. Trong này khu vườn của khủng long cổ dài là có những rất nhiều hoa rau cỏ này, người dân đang khai thác này. Bên này là vườn rau này. Đây là ngôi nhà của những chú nông dân này. Và bên này là khu chăn nuôi. Đây là đàn lợn đang ăn ăn rau, với là hươu cao cổ cũng đang ăn cây cây lá cây. Và bên này là đàn trâu. Nhưng mà thật sự là không may mắn chút nào khi phải gặp một con mãng xà rất lớn, nó ẩn nấp ở trong hang đá này. Ui, nó đang ẩn nấp ở trong hang đá. Phải làm thế nào để có thể tránh khỏi được cuộc chiến hay là bảo vệ những con lợn với là những đàn trâu này, bảo vệ cho những người dân đang sinh sống trên hòn đảo này. Chúng ta cùng xem nhé. Bắt đầu. Vâng, con mãng xà nó đã vâng, King Kong đã phát hiện rồi, đang nhảy xuống để cứu lấy. Mãng xà đang ăn thịt những con săn mồi, những con trâu, con lợn. Đâu rồi? Godzilla King Kong đã đến rồi. King Kong đã đến để hỗ trợ cho cứu lấy những đàn trâu. Rồi, một cú đấm của con King Kong. Thật sự không may khi những người dân bị đánh hết những con trâu rồi, còn những đàn lợn. Nó tấn con mãng xà này nó rất là lớn. Đấy nó. Ui. Các bạn cùng xem này. Xem nó đang ăn thịt con gì đây. Mồm nó đâu, đang ăn thịt con trâu. Ui con trâu này. Vâng, tiếp theo là con gì? Lại thêm con trâu nữa. Nó lôi mình vào trong hang đá. Liệu đâu rồi? Ui, nó ẩn mình trong hang đá. King Kong nó phải vào đây để cứu lấy những con trâu. Các bạn hãy nhớ cho một like, một đăng ký kênh nhá. Ui, nó con mãng xà này sợ thật, nó ẩn mình ở trong này màu xanh nên là khó phát hiện, nên là đàn trâu vẫn cứ nhẩn nhơ ăn bên ngoài. Nhưng cuối cùng may mà có King Kong bảo vệ, không thì chà. Ui, đàn lợn đàn trâu nó bị gom lên, nó đè bẹp luôn này. Lên nó đánh một con hươu cao cổ bị nằm xuống rồi, còn mấy con lợn với mấy con trâu nữa. Mong sao đánh bay được con mãng xà này để rồi nó bị rơi một nửa xuống rồi, vẫn đang còn khỏe lắm. Cố lên, hãy bảo vệ lấy đàn lợn. Ui đàn lợn này, thêm mấy con trâu nữa. Được rồi, xin chúc mừng, nó đã đánh bay con mãng xà xuống cái vực rồi. Thế là còn mấy con lợn nữa đây. Ui còn mấy con lợn với mấy con trâu nữa. Sang xem bên này nào. Khủng long cổ dài vẫn đang nhẩn nhơ đang ăn cây à, lá cây. Wow, người dân thì vẫn đang là chằng chọt, khói lửa bập bùng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Chuyến thăm của chúng ta kết thúc ở đây nha. Bye bye. Bye bye.